Nếu đang tìm kiếm cơ hội du học thì các em học sinh có thể tham khảo cuộc thi thi tiếng Phần Lan lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cơ hội giúp cho các em không chỉ được thực hành tiếng Phần Lan mà còn nhận được giúp đỡ nhập học chương trình trung học phổ thông miễn phí tại đất nước nổi tiếng xinh đẹp này. Từ gần 60 thí sinh tại Việt Nam và trên thế giới, 6 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết cuộc thi tiếng Phần Lan. Các thí sinh phải trải qua 3 chặng đua. Các phần thi theo chuẩn quốc tế đòi hỏi các thí sinh cần phải có sự chuẩn bị tốt, khả năng tập trung cao. Kết quả, thí sinh 16 tuổi Diệp Chi đã trở thành nhà vô địch. Tham gia cuộc thi này đã giúp cho em bổ sung thêm nhiều kiến thức. Trong quá trình thi, em đã nhận thấy là mình cần phải tự tin hơn nữa, mình cần phải gọi là giao tiếp bằng mắt nhiều hơn và mình cũng biết được là cái khả năng ngôn ngữ của mình đang đến đâu để mình còn tiếp tục học để phát triển vào trong tương lai. Chúng tôi muốn khuyến khích các học sinh, sinh viên học tiếng Phần Lan. Chúng tôi biết rằng việc học ngôn ngữ có thể rất khó khăn, vì vậy chúng tôi tổ chức một cuộc thi thú vị, đồng thời mang đến cho học sinh cơ hội thực hành tiếng Phần Lan. Các em đã thể hiện rất xuất sắc và chúng tôi vô cùng hài lòng với kết quả đạt được. Cũng theo ban tổ chức, dự kiến năm sau, năm 2025, thí sinh đại diện Việt Nam có thể được tham dự vào một cuộc thi Olympic tiếng Phần Lan ở phạm vi quốc tế, cùng với gần 1.000 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Đến với cuộc thi, các em sẽ có cơ hội được thực hành ngoại ngữ cũng như học hỏi từ các bạn bè trên thế giới, đồng thời giúp các em có thể nhận được nhiều cơ hội du học tại Phần Lan. Giáo dục Phần Lan rất chào đón các tài năng trẻ từ nhiều quốc gia, và tôi nghĩ đối với Việt Nam, việc có nhiều trao đổi, kết nối cởi mở và tương tác với thế giới cũng rất quan trọng. Tôi thấy thật tuyệt vời khi chúng tôi là một phần của sự kết nối đó, và tôi thực sự mong muốn được làm nhiều điều hơn nữa giữa Việt Nam và Phần Lan trong tương lai. Thời gian qua, Việt Nam và Phần Lan đã duy trì và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trao đổi nhân lực và nhân tài, giáo dục và đào tạo. Đối với chương trình trung học phổ thông miễn học phí tại Phần Lan theo sáng kiến Phoenix Future, hiện có hơn 60 trường trung học ở Phần Lan sẵn sàng chấp nhận hơn 500 suất nhập học.